Bao nhiêu độ rồi? Đó đủ rồi, anh cứ bún 60 độ rồi. Cho gà vào đi, được rồi, cắt cho vào đây đi, chúng luôn đi. Anh cứ bỏ 2, 3, 4 con vô đó, cứ bỏ cả vô. Cắt rồi thì cứ bỏ vào. Bỏ hết vô. Ít nước quá thôi. Ít nước quá. Này phải quá cái chục này mới được. Sâu là sau buộc chân lại là được, buộc chân lại là hắn buộc chân đạp đấy. Đúng rồi, hắn đạp nhiều cái đạp hắn dậy dậy. bốn cái bát, bốn cái bát thì là lớn luôn. Dạ. Thế là nó xong rồi, bỏ vào ra mổ không? Không, không. Ra mổ là phải lấy rồi. Không. Thế là chưa đủ. Đúng rồi, chưa đủ. Biết được ra nhiều hơn. Rồi quảng luôn vào luôn. À, phải biết được rồi. Lấy được kìa, lấy rồi, lấy thôi. Lấy ra chạy thôi. Lấy thôi, rồi hai con khác. Rồi tắt đi, tắt ra mà lấy. Đây, đây, đây. Rồi. Được chưa? Anh bỏ lên trên sàn đây thôi. Từ từ, từ từ, đây, đây. Được chưa? Em đảo lên nha. Rồi. Bỏ con đi ra đi, bỏ con đi ra đi. Đẩy vào nhá. Rồi anh đẩy vào đi. Anh lấy cái vòi nước. Không, không, vòi nước. Thả lát thôi chưa? Đây là đây. Đấy. Nó sạch mà, nói chung con này ok mà. Nhưng mà hắn lại vướng, hắn lại đấu cái nước kia vô để trả bộ dàn, hắn có nước luôn. Nhưng mà mình chưa đấu cái vòi đó vô. Chưa. Cái đây mình ứng chừng thôi, mình làm quen rồi sau này mình ứng chừng khoảng bao nhiêu phút là được. Rồi mình đạp ra thôi. Mình làm quen ứng chừng được bao nhiêu phút là nó sạch. Đi là sạch ở đây này. Hả? Sạch ở đây này, con đi à. Giờ sạch rồi đó. Được rồi đó, sạch rồi đó. Đạp mạnh lên, anh đạp mạnh lên. Đạp hẳn ra, rồi, rồi thôi. Ui, ui. Hết đấy. Rồi ít cho mồi. Đấy. Sạch mà. Đấy, bung ra giữa các thứ ok này. Con này còn mấy đầu rồi. Do cái nhúng nữa, nếu mà nhúng ở đầu mà ấy thứ là ok. Còn đây còn trước, còn trước và đầu đây này, đây cái đạp còn cứng này, cứng này, hả? Mai như thế gì? Lôi cho em phần lấy vú vậy, lôi cho em phần lấy vú này đã. Còn một con nữa đây. Rồi hai con chưa? Lôi cho em phần lấy vú.